Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Polo 2016, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Sanden. Với cái dòng sản phẩm này thì lốc được bắt vào lốc máy với 3 chân bắt, 2 chân trên và 1 chân dưới. Đây là cái mặt bích của nó, riêng với dòng Polo này, Audi này, Volkswagen thì nó có một cái đặc điểm khá là nổi bật là cái thân của nó sử dụng đến 95% là thân lốc của dáng san đen. Bully của dòng sản phẩm này nó sẽ lai là bản 1 2 3 4 6BK. Đây anh em cùng nhìn nhé, 6BK. Đây, đây là cái ốc để xả bỏ và châm thêm dầu. Phía đuôi này nó chính là cái van áp suất của lốc. Đây anh em cùng nhìn. Đó, đây là hai cái rắc ra điện này. Đây là mặt bích này, một con đường cao, một con đường hạ. Anh em mà quan tâm, tìm hiểu, cần tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Em xin chào.